Con sẽ đi thẳng vào vấn đề, đó là điều tâm đắc nhất của Phi Vân trong cái ngày hôm qua. Đó là chiến lộ trình. Đó là tâm đắc cái lộ trình này. Và khi hôm qua thầy Duy nói ra thì mình nghĩ lại một điều. Đó là cách đây một vài tháng mình cũng có một thời gian bị bế tắc trong công việc. Và nhờ cái mà mình biết sắp xếp cái lộ trình này mà mình đã tháo gỡ ra được. Và cuối cùng kết quả nó đến theo cái lộ trình, cái tự nó đến thôi. Chứ không giống như những điều mình cầu mong. Mà cái điều đó khi mình đã đặt cái mục tiêu và cái mục tiêu đó tự nhiên nó thực hiện được. Và mình có thể nói rõ hơn như thế này. Đó là trước là khi mình đi bán cái hàng bên bất động sản này, có một thời kỳ là mình bán không có được, mình cảm thấy rất là bế tắc, không biết tại sao mình kiếm, làm sao để kiếm được khách hàng, làm sao để mình có thể bán được hàng, và doanh số thì bị ép xuống. Và lúc đó mình ngồi càng làm càng rối, và sau đó mình đã ngồi ra, mình viết ra cái lộ trình một cách rõ ràng. Ví dụ như bây giờ để bán một sản phẩm bất động sản này, phải tiếp cận bao nhiêu khách hàng, và một ngày á mình phải tiếp cận bao nhiêu người, một tuần mình phải tiếp cận bao nhiêu người, để một tháng ra được bao nhiêu sản phẩm. Và cứ như vậy, một ngày thì mình tiếp cận là khoảng 1.500 khách hàng. Và một ngày thì có khoảng 2-3 người sẽ liên hệ với mình. Và một tháng như vậy thì mình có khoảng 50 người gọi điện liên hệ với mình. Và một tháng mình bán được ít nhất là 1-2 sản phẩm. Và nhờ cái lộ trình này, và cái kết quả nó cứ đến đều hàng tháng như vậy. Và nó theo một cái biên độ tăng dần. Bởi vì cái lộ trình mình tới rồi thì sẽ có cái sự kế thừa, cũng như là có cái sự giới thiệu của những người bạn của họ nữa. Và nó có cái sự tăng dần. Nên hôm qua khi mà thầy Duy nói về phần lộ trình thì rất tâm đắc. Bởi vì mình đã từng trải qua cái chỗ này. Và mình mong là thầy Duy sẽ chia sẻ sâu hơn để mình có được cái lộ trình một cách nó tốt hơn. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị cũng như thầy. Điều thứ nhất là giống như đồng ý với lại bạn Long. Đấy là lộ trình. Thì khi mình có lộ trình thì mình biết được là mình đi như thế nào. Đúng rồi. Cái bức tranh của mình rõ hơn. Đúng rồi. Cái thứ hai đấy là cái staff như thầy Duy nói là cái mô hình kia. Là mai cái bàn cần phải có 4 chân. Đúng rồi. Nên là như vậy là cũng là mình có nghĩa là ý là mình có một cái nền tảng vững chắc. Đúng rồi. Cái điều thứ ba là đã kinh doanh là đều có liên quan đến mua, bán. Đúng rồi. Và tiền. Vậy là mình thứ nhất là nếu mình không mua thì mình bị mua. Nếu mình không bán thì mình bị bán. Đúng vậy rồi. Có nghĩa là mình phải nâng cái năng lực của mình lên. Đúng rồi. Thế đấy. Thì từ ngoài cái đó. Cái điều mà hãy tâm đắc nhất á là cái năng lực và kỹ năng. Đúng rồi. Thì hồi trước giờ mình cũng mình thấy cần phát triển năng lực và kỹ năng nhưng mà mình cũng cô đọng được. Đúng rồi, không rõ ràng được nó là gì. Cái năng lực nó là cái gì? Đúng rồi. Kỹ năng nó là cái gì? Thì trước đây thì mình cũng nghĩ là năng lực là có thể là tư duy và đọc sách để tăng cái tư duy, cứ nghĩ là tăng năng lực. Nhưng mà hôm nay mình biết thêm nữa là tầm nhìn cái kế hoạch. Đúng đúng đúng, cái này rất là rõ ràng. Khi mà rõ ràng thì nó sẽ tạo cho mình cái sự cân bằng giữa năng lực và kỹ năng để phát triển. Xin cho bạn nào phần nữa. Nhất là giống của bạn Phi Long với bạn Đức Anh, nhưng mà cái điều em đứng lên muốn anh Duy chia sẻ em rõ hơn về cái mình sử dụng tiền của người khác, năng lực của người khác, ý tưởng của người khác. Ví dụ như trường hợp của em cũng rất là đam mê kinh doanh, rất là muốn, nhưng mà hiện tại bây giờ ví dụ mình chưa có tiền thì giống như nói là không cần cái gì phải là đồng lạ dụ hay, có những cái thực tế không cần phải sáng tạo đâu. Đúng rồi. Đó thì bây giờ như vậy đó thì em không có tiền, giờ ý tưởng nhưng mà mình muốn sáng tạo gì đó thì không cần phải sáng tạo đâu. Thì em sẽ sử dụng năng lực của người khác và tiền người khác như thế nào, em có thể thí dụ cái trường hợp cụ thể. Cảm ơn anh. Ok, cho bạn một đám tiền lớn. Thì ngày trước em cũng có mở một cái canteen nho nhỏ nằm ở hướng tỉnh lộ 10. Nếu mà anh chị ở đây mà có đi chùa Phật Cô Đơn á thì sẽ đi ngang qua vị trí đó. Thì cái chỗ đó là cái công an xã của xã Bàn Nhân 2. Trước đó chỗ đó nó hoang sơ lắm, nó chưa có cái gì hết trơn, người ta chỉ có cái kiosk nhỏ nhỏ cho mình thôi. Còn ngoài ra không có cái đinh gì ngoài trừ bốn bức tường thôi. Thì lúc đó vợ chồng tụi em cũng mở một cái canteen đó, thì bắt đầu từ những cái vật chất nhỏ nhỏ. Lúc đó là tụi em cũng không có tiền bạc gì nhiều. Rồi cũng gom tất cả những gì cha mẹ hai bên cho em đi cầm. Em đi cầm rồi mở quán cà phê với lại ăn uống. Mà thực tế lúc đó kiến thức về pha cà phê thì không có, không biết gì hết. Tại trước kia em là công nhân mà. Rồi pha cà phê bán rồi với lại nấu hàng ăn bán. Thì pha cà phê bán bên đó mọi người ai cũng chê hết.
chê cà phê dở quá, mà mình bản thân mình không biết thưởng thức cà phê như thế nào nữa, rồi mình bị mất khách. Hiện tại là cái vị trí của mình nó bán rất là tốt, tại vì mình sát xã thì tức là nếu mà mọi người mà vô xã để làm giấy tờ thì mọi người đều qua quán cà phê để uống hết. Thì lúc đó mình nghe người ta chê buồn lắm, giống như lúc nãy thầy nói là bế tắc vậy đó, là không biết làm sao hết. Thì sau một thời gian đó, mình tìm hiểu thì mình biết đó là cà phê mình nó cũng dở, nhưng mà mình không biết là nó dở như thế nào, tại vì mỗi người có khẩu vị khác nhau. Rồi sau đó mình mới tìm những người mà người ta biết uống cà phê đó, người ta từng thưởng thức, người ta chê mình thì đương nhiên là người ta phải biết rồi, là cà phê mình dở như giờ thế nào. Tóm lại là bạn muốn hỏi gì? Dạ. Thế thầy, em tâm đó nhất là cái phần rủi ro và phần kiến thức trải nghiệm. Rồi. Dạ. Thì xin thầy nói thêm về phần đó giùm em. Ok, cho bạn mà có tay thì lớn các bạn.